Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Suzuki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Ở trong tập trước ấy, Lộc đã đánh đánh với bọn cướp dân làng ấy, nhưng mà bây giờ lại dính lại cái hướng này rồi. Nhưng mà trước tiên mình sẽ chế tạo một cái khiên để có nhuộm cái banner này. Các bạn chỉ Lộc ấy. Cái khiên có cái mặt của cái con cầm đầu này các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái khiên này để chiến đấu với tụi nó nha. Và tập hôm nay Lộc sẽ bắt đầu trồng trọt nha các bạn. Đấy, Lộc có farm thêm một ít hạt giống rồi này. Bây giờ Lộc sẽ chế tạo một cây để Lộc xem nào. Một cây cuốc nha, một cây cuốc bằng sắt luôn á các bạn. Cuốc sắt đúng không? Rồi bây giờ chế tạo thôi. Mà cần que nè. Que Lộc có ở đây. Rồi bây giờ sẽ làm một cây cuốc sắt. Rồi Lộc sẽ cuốc đất ở phía sau nhà nha các bạn. Đấy, Lộc sẽ làm một cái ruộng khá khá ở đây đi. Đó. Vậy là một đặt nước xuống trước nha. Rồi Lộc sẽ đặt một cục nước ở chính giữa ở đây đi. Đó. Rồi sau đó thì cuốc ra thôi. Rồi ok, cảm ơn. Mình đã đặt hết cái hạt giống vô rồi. Bây giờ mình sẽ đặt một cái cửa sập gỗ sỏi ở phía trên này. Đó, để cho nó đừng có lọt xuống nước đó các bạn. Đấy. Rồi đặt ở trên ở đây, và ở cái này thì mình đặt ở phía dưới cái block đất này đó, để giấu nước luôn á các bạn. Và ở đây này. Đấy, ở dưới nữa. Ở đây. Rồi ở cái này khi nào mình có nhiều hạt giống thì mình sẽ nhân giống lên thêm nha các bạn. Tạm thời thì đặt mấy cái hạt củ dền vô đi đó. Và bây giờ mình sẽ trang trí luôn nha. Mình sẽ dùng cái trang trí bằng con người nộm nha. Rồi sau đó mình sẽ làm một cái đèn bí ngô các bạn. Đó, có cái đèn bí ngô này. Và mình cần một cái cổng ấy, cái cổng. Đây mình có một cái cổng này. Nhưng mà không đủ đâu. Và một ít cái tường. Đấy. Và bây giờ mình sẽ mình có len không đó. Len thì mình có ba cái này. Nhưng mà cái này đổi ra được bao nhiêu ta? Được ba cái đúng không? Vậy là mình cần cắt thêm len này các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hoàn bển cắt thêm len nha. Tại vì mình cần len để chế tạo mấy cái thảm ấy. Mấy cái anh mà người buôn lại trở lại nè các bạn. Ok. Giờ mình sẽ nhốt anh lại luôn. Giờ mình sợ anh đi quá, giờ mình sẽ nhốt anh lại luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt len nha. Tại vì mình cần thêm ít len nữa các bạn. Rồi cắt ra. Mình sẽ cho mấy bé cừu ăn luôn. Đấy, cũng như là mấy bé bò này để sắp tới mình có da bò để làm sách đấy các bạn. Yay. Rồi bây giờ là ổn rồi, mình được thêm 8 len luôn các bạn. Sẽ làm thêm một ít này. Đó. Và bây giờ thì ra ngoài đặt cái kiện rơm xuống thôi các bạn. Đấy, mình sẽ làm một con hình nộm. Không biết có giống không nữa, nhưng mà thôi đi, mình cứ làm trước đi. Đấy, nếu các bạn thấy không giống thì nhớ comment nha, để Lộc còn sửa lại. Mình sẽ làm ở phía trên đây này, hoặc là ngay chỗ nước này cũng được này. Mình sẽ đặt một cái trụ này xuống trước. Đó, rồi một cái hàng rào, mình còn thiếu cái hàng rào các bạn. Đây vô mình làm ít cái hàng rào gỗ cái đã. Con bù nhìn, đúng rồi, cái này ta kêu con bù nhìn đấy các bạn. Rồi giờ sẽ đập ra, đặt cái này lên. Úp. Vậy tiếp theo là cái tay của nó nha. Để đập xem nào, cái tay đặt như vậy đúng không? Đó. Được đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô lấy một cái slab nha, để làm cho nó cái mũ các bạn. Rồi bây giờ lấy slab nào. Slab gỗ này luôn nha. Ok, tạm thời dùng slab gỗ này luôn đi các bạn. Rồi. Này. mà mình còn thiếu một cái tay nữa, quên làm cái tay. Cái tay nó bằng cái cổng nha các bạn. Đó, cái cổng này. Rồi. Không rồi. Giờ thì đặt vô bên đây thôi. Khá là đơn giản luôn. Yay, rồi tiếp theo là cái nón này. Ở đây và cái này thì cần phải vậy là cần phải có chẻ các bạn ơi. Giờ mình thử đặt đuốc coi. Mình làm một ít cây đuốc đi. Mình được 4 cây đuốc này, rồi mình sẽ đặt ở 4 hướng các bạn. Mới đặt được cái tấm thảm lên ở phía trên này. Đặt ở phía trên này. Đấy. Ở đây và một cái nữa. Ở đây rồi. Để mình đi xuống mình xem coi. Không biết có giống không nữa.
cái này mà kiểu như nó có cái cọng chỉ đặt ở phía dưới thì nó sẽ giống hơn nha các bạn. Đấy, tạm thời là vậy đi. Rồi mình sẽ đặt một ít cái kiện rơm để trang trí luôn cũng được này. Đó. Rồi. Cái này thì đặt một block đây và chỉ vô. Rồi. Đấy, tạm thời cái ruộng lúa mình sẽ trang trí như vậy nha. Ok, giờ mình sẽ ngủ rồi đã. Rồi sáng thức dậy mình sẽ trang trí thêm. Ngủ thôi. Ngoài cái con hình nộm này, mình còn muốn trang trí bằng cái có xe gió mini nữa các bạn à. Vậy là mình cần làm thêm ít gỗ này. Đấy, giờ mình sẽ chế tạo thật là nhiều cái cửa sập luôn. Mình sẽ làm cái cánh của cái có xe gió bằng cửa sập gỗ sồi nhá. Và một ít cái tường đá này, cũng như là cái hàng rào. Hàng rào gì cần que nữa này. Đó, đổi ra gỗ đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm thêm ít hàng rào nhá. Đấy, để mình làm một cái có xe gió mini đó các bạn. Rồi chồng lại. Đấy, giờ mình sẽ farm từ từ rồi mình nhân giống cái vườn lúa của mình lên. Rồi. Có xe gió mini mình sẽ đặt ở đây đi. Không biết đủ không ta. Trước tiên là bốn cái trụ để chống cái có xe gió lên này. Hay dạ. Rồi tiếp theo là đặt cái hàng gạo lên trên nhá. Đấy. Lên tầm 2 ô đi các bạn. Ở đây. Ở đây và ở đây. Đó. 2 ô hình như hơi thấp ấy. Chắc lên thêm 1 ô nữa nha. 3 ô đi. Đó. Rồi sau đó thì nói lại. Vậy. Và bước. Tiếp theo là mình sẽ đặt ở mấy cái ô chính giữa các bạn. Đấy. Lên tầm 3 ô nữa đi. Mình nghĩ 3 ô là được rồi đấy. 2 này. Rồi 3. Vậy. Đó. Rồi tiếp theo là một cái trụ này. Cái trụ này mình sẽ gộp lại luôn các bạn. Đấy, làm bằng cái khối gỗ này luôn. Rồi đi lên. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Chưa, để mình đặt ra mình test lại cái đó. Cái này là 1, 2. Ô, cái này đặt dư. Cái này đặt dư rồi. Gì mới đúng này. Rồi. Mình sẽ đi ra đúng không. Vậy là cái này cần đi lên đó các bạn à. Cần đi lên. Vậy là mình dùng cái hàng rào nữa đi. Hàng rào. Hàng rào. Hàng rào và một block đặt ra phía ngoài. Ui da. Ui mày quá. Đặt ra đây này. Đó. Đó. Ui mình hết block rồi. Nhưng mà không sao đâu. Giờ mình sẽ dùng cái gỗ này đi. Đó. Đi ra. Mình sẽ đặt một cái cửa sập ở đây này. Ủa cái cổng chứ. Đặt ở đây này. Đó. Tiếp theo là một cái cánh quạt. Cái cửa sập chứ. Đấy. Mình sẽ đi ra mỗi hướng 3 ô đi. Ui. Ủa cái này hơi khó đặt á các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm cái này là trung tâm để phân biệt ấy. Mình sẽ dùng một block khác đi. Mình sẽ dùng cái cục gỗ này cũng được này. Đó, tiếp theo là sẽ đặt cái cửa sập vô. Rồi, đặt vô. 1 2 3. Đấy. 1 2 3. Rồi, ok đấy. Đấy. Để mình xem nào. Cũng được đấy. Ui da. Ây da. Té nữa. Không sao đâu, đi lên lại. Đấy, như vậy là mình được một cái cánh quạt rồi. Hãy làm tương tự với bốn hướng còn lại các bạn. Bên đây là qua bên phải các bạn, chứ không phải bên trái đâu. Đó, rồi, đặt vô. 1 2. Cái này đập ra này. Dạ, 3. Rồi, ổn rồi đấy. Như vậy là mình xong cái có xe gió các bạn ơi. Ok, mình thấy cũng khá ổn rồi. Nếu các bạn có ý kiến về cái có xe gió mini này thì nhớ comment nha. Để có gì Lộc còn sửa lại các bạn. Đấy, Lộc nhìn cũng ok đấy. Đấy, không tới nỗi nào các bạn ơi. Rồi, giờ thì đập mấy block thừa ra thôi. Rồi, ok, cảm ơn. Mình đã đập mấy block thừa xong rồi. Đấy. Nhìn cái có xe gió cũng đâu tới nỗi nào đúng không các bạn. Kiểu như mini thôi. Yeah. Cái kiện rơm này mình thấy đặt không hợp lý này. Mình sẽ dời vô cát đi. Đấy, để trang trí ở phía dưới cái có xe gió nó sẽ đẹp hơn ấy. Rồi cút lại. Mình cần ba cái hạt giống mà sau này đặt sao cũng được. Đó. Ở phía dưới này mình sẽ đặt một ít cái kiện rơm để trang trí này. Mình sẽ làm cái bàn chế tạo ở đây. Rồi đặt ở phía dưới. Đặt kiện rơm thêm nào. Kiện rơm này. Đó, kiện rơm sẽ đặt như vậy nha các bạn. Vậy. Rồi, ok đấy. Đó, vì là hôm nay mình đã hoàn thành được cái chỗ farm rồi. Trong thời gian giữa hai tập ấy, mình sẽ ngồi mình áp ca xíu để cho
mấy cái hạt giống nó chín hết các bạn, rồi mình sẽ thu hoạch nó hết rồi mình nhân giống ra đây. Đó, rồi đặt thêm nào. Rồi ngoài ra mình sẽ làm thêm một cái farm và dưa hấu và bí ngô ở những tập sau nha các bạn. Tạm thời hôm nay mình chỉ làm cái vườn lúa thôi. Đó, xương rồng cũng ấy hết rồi này, sẽ tăm một ít đi. Ui ui ui, rồi ok bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ok cảm ơn, bây giờ mình sẽ cùng các bạn nướng một ít thịt nha, để một tí mình có thức ăn rồi mình cùng nhau đi khám phá nữa. Đấy, mình sẽ ra cái chỗ cắm trại này mình ngồi mình nướng thịt này. Đó, đặt vô. Vậy các bạn có nói là trời mưa ấy, cái lửa trại nó sẽ tắt nhưng mà mình không gà mình chưa gặp mưa các bạn. Đấy, để mình xem coi nó có tắt thiệt không ấy. Ồ chắc tắt thiệt rồi, mình không biết sao để mồi lên. Lỡ nó tắt thì sao mồi các bạn. Chắc dùng đánh lửa quá, tại vì trong Minecraft nó có cái đồ bật lửa các bạn. Không biết có đốt lên được không. Rồi ok, giờ trong lúc đợi 4 miếng thịt ấy, mình sẽ nấu một ít trong cái lò này đi. Đấy, để nó nấu lâu hơi lâu các bạn. Rồi chỉ ra. Đấy, mỗi bên 5 cái thôi. Vậy. Rồi, nấu lên, mình sẽ cho than vô này. Đó, cũng như là một ít gỗ. Rồi. Bước. Vậy, cái lò này nấu thức ăn nhanh thật các bạn ơi. Đó, nấu một xíu là xong mà. Còn cái này thì nó không tốn chất đốt nhưng mà nó nấu hơi lâu ấy. Rồi, mẻ cuối cùng này. Vậy để coi cái nào nấu xong trước nha. Cái này là 4 miếng, còn cái này là tới 16 miếng nè các bạn. Đó, để coi cái nào sẽ chiến thắng nha. Mình dự đoán thì cái lò nung siêu tốc này này, đó, nó sẽ thắng. Mà cái lửa này nhìn thật lắm các bạn ơi. Đấy, nó đang đốt kìa. Đó, nó chuyển động luôn. Cái lò này không biết có vậy không nữa. Cái này gần xong rồi này, coi cái này chín chưa. Cái này vẫn chưa xong nữa các bạn ơi. Cái này người ta xong rồi này. Vậy là cái này chậm hơn kia rất là nhiều luôn. Nhưng mà không sao đâu. Đó, mình cũng nướng xong hết rồi. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ lấy thịt rồi bắt đầu đi nha. Mình sẽ đi tìm cái tòa tháp của mấy cái bọn mà cướp làng các bạn. Đó, các bạn chỉ là gần cái làng chắc chắn sẽ có cái tòa tháp của bọn chúng ấy. Nhưng mà mình không biết nó ra sao nữa. Ok, bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nha. Ok, cảm ơn. Mình đã đi tới gần khu sa mạc này. Mà mình nghĩ trên cái sa mạc nó sẽ không có đâu. Các bạn nói là nó ở gần, ở vùng đồng bằng ấy. Ok, mình sẽ đi về hướng này thử xem. Đấy, biết đâu lại gặp đấy các bạn. Ở đây là cái chỗ mà rừng gỗ sồi sẩm ấy các bạn. Wow. Có cái bông xanh đẹp quá kìa. Mà thôi kệ đi, mình sẽ đi về xa xa một tí coi. Mình cần tìm cái biển á các bạn ơi, tại vì mình muốn kiểu như khám phá đại dương. Mặc dù giờ hết gần biển rồi nhưng mà mình vẫn muốn gặp lại biển các bạn. Ở đây có cừu này. Ok, chắc mình sẽ lấy thêm ít thịt đi. Đấy, tại vì ăn bánh mì thì nó hồi không được nhiều các bạn, cho nên thịt vẫn hồi nhiều nhất đây. Đó. Rồi. Bên kia là cái sa mạc hay sao kìa. Mình thấy cát nhiều lắm các bạn. Đúng rồi, sa mạc nữa. biển này. Wow, gặp biển rồi. Yay. Phiên bản này nó hơi bị delay tí các bạn ơi. Đó, mà không sao. Bắn kìa. Nó lót chân, các bạn. Cái tảo bẹ tí mình sẽ lấy về một ít nha. Có nên khám phá đại dương tập này không nhờ. Ok, khám phá luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái thuyền này. Rồi đi thôi. Đấy, đi xuống lấy một ít tảo bẹ trước đi. 5 cái xong. Để mình coi ở đây có gấu không nha. Trời. Như nó lót map thì nó hơi giật nha các bạn. Thông cảm giúp Lộc nha. Wow. Sao lại có cái cây kìa. Tự nhiên có chỏm đất ở trên khu băng. Ok, giờ mình sẽ đi xuống cái đó. Có gấu kìa. Lâu quá không gặp bé gấu rồi. Qua thăm bé gấu cái các bạn. bên kia là dùng miếng ấm hay sao kìa. Rồi. Bé gấu kìa các bạn. Sao bé gấu chú mặt vô rồi. Rồi thăm bé gấu xíu thôi. Sẽ đi qua hướng này coi. Cái này là cái vùng sa mạc tiếp các bạn. Vùng Savannah ấy. Giờ mình sẽ cắt mấy này lấy cái thuyền ra nè. Rồi đi qua.
Ở đây có tí biển ấm nè bạn, nước nó ngả màu xanh nhạt ấy, đấy, xanh biển nhạt. Rồi để mình coi bên đây có cái gì không nhá. Wow, ở đây lại có gỗ này, mà gỗ nhìn nó là thuyền này. Cái thuyền các bạn, có thể nằm ngay cái hồ luôn chứ. Wow, các bạn thấy đẹp không? Cái địa hình ở đây rất là đẹp luôn các bạn ơi. Có nên qua đây sống không ta? Giữa cái hồ này các bạn. Rồi giờ mình đặt cái giường mình ngủ cái đã. Trời cũng tối thui này, có rùa luôn kìa. Không ngờ ở đây lại có cái hồ cũng như cái địa hình đẹp vậy các bạn, mặc dù ở sa mạc ấy. Mà cái thuyền này cũng bự, không biết có đủ ba rương không nữa. Cây dầm sẽ vô trong thử nhá. Để mình xem nào. Đây có cái rương này, bảo vệ sải bước dưới nước. Cái dài này được các ơi, dài này giúp mình lội nhanh này. Ok mình lấy cái áo luôn đi. Đôi dài chạy nhanh các bạn, bơi nhanh dưới nước. Thịt thối rửa mình không cần đâu, mình lấy than này. Súp đáng ngờ. Súp đáng ngờ là sao ta? Chắc mình ăn vô mình sẽ được cái bất ngờ hay sao vậy? Ok, giờ mình sẽ đi ra nào. Qua đây nè. Đấy, bên đây còn một cái rương nữa hay sao các bạn? Rồi, đi vô. 10 viên Emerald luôn các bạn ơi. Một lần được 10 viên Emerald. Wow, mình lấy cái rương luôn này, cái rương này mình lấy được ấy. Rồi. Vậy. Mình sẽ thử đi lên trên cái nè. Thì ở phía trên vẫn còn đấy bạn. Không biết còn không nữa nhưng mà lên thử đi. Mình mới mở công thức mấy cái đồ gỗ vân sam này các bạn. Có vẻ trên đây không có đồ các bạn ơi. Kiểu như nó bị bể nữa con thuyền rồi. Không sao đâu. Đấy. Mình không có cái yên cưỡi nha. Mình có yên cưỡi mình sẽ bắt một vài em ngựa về các bạn. Ở đây địa hình rất là đẹp luôn. Wow. Ok, tạm thời bỏ qua khu này đi, giờ mình sẽ đi tiếp nào. Các bạn tí thôi các bạn. Đấy, ít nhất cũng được mấy cái khoáng sản đem về này. 10 Emerald luôn các ơi. Đấy. Rồi, đi tiếp coi. Mình tiếp theo là mình muốn tìm cái rạn san hô các bạn ơi. đây có bé gấu nữa này. Bé gấu kìa. Wow, lần này bé gấu cũng sống một mình luôn. Nhìn bé tội nghiệp nha. Ok. Sao nó cứ rung rung màn hình sao sao các bạn ơi. Đấy. Khó chịu nha. Đấy, mỗi lần mình quẹo cua ấy, nó rung rung cái màn hình ấy. Để em nào coi đây. Nó có một bé gấu nữa kìa. Ở đây có một cái thuyền ở phía trước các bạn. Và có mấy cái công trình này luôn này. Để mình coi có con zoom bay không đã. Nó hút xuống. Rồi đi xuống thôi. Mình sẽ cầm cái đuốc lên. Mình sẽ làm que này. Hồi chế tạo đuốc cho các bạn dễ xem nhá. Rồi. Mình nghe tiếng con ấy rồi đó. Không có con cầm đinh ba các bạn ơi. Đông lắm này. 4 con luôn, 5 con luôn. Tự nhiên có bé gà ở giữa biển là sao nhờ. Oh my gosh. 3 con luôn nè các bạn. 4 con. 5 con luôn. Mấy con này thì đánh dường như là không có ga đinh ba các bạn ơi. Đấy. Mấy con cầm đinh ba thì nó tỷ lệ ga cao ngay, còn mấy con này chắc đánh mãi cũng không ra đâu. Rồi. Giờ mình sẽ đi xuống dưới thử xem. Đấy, ở đây có cái con thuyền này. Hết hồn. Rồi, ở đây là lời quyền biến mất, sải bước dưới nước, lấy luôn. Mình lấy hạt giống cà gót với khoai tây các bạn, mình chưa có mấy hạt giống này này. Rồi, lấy cái súp nữa. Đi ra. Hết oxy. Oh my god thôi. Mai một cái cục này các bạn. Mà phiên bản này không có Optify nên các bạn không có nhìn thấy được rồi. Ok, giờ mình đi lên cái đã. Phiên bản này chưa có cài được Optify nên cầm đuốc nó không có phát sáng các bạn ơi. Đấy. Vậy là mình có thêm hạt giống cà rốt với bí ngô rồi. Cà rốt với khoai tây rồi. Vậy. Rồi, giờ đánh mấy con zombie này thôi. Wow, hơi bị đông ấy. Rồi. Để xét xong mấy cái rương này các bạn, biết đâu lại có đồ nữa sao. Đấy. Cái này thì bị bể nên không còn cái rương đâu. Còn cái áo này. Giờ mình sẽ hồi oxy lại. có mắt ma này cũng khá là tiện luôn đó các bạn. Nó áp sát mình kìa. Áp sát này.
Rồi, giờ đập cái này ra coi. Ui, có cái rương. Ui, nó kiểu, nó đang lót. Ui, bản đồ này. Vậy mình sẽ lấy bản đồ. Rồi tìm kho báu chung với các bạn nha. Tập này tìm kho báu cũng được các bạn. Dạ 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 dạ. Oh my god, oh my god. Rồi, giờ cầm bản đồ lên. Đấy. Cái này là đi về hướng nam các bạn ơi. F3 đi về hướng nam đúng không? Cái này là hướng tây các bạn. Cái này là hướng tây. Vậy là mình cần phải đi về hướng đông một xíu. Hướng đông là hướng này này. Đó. Rồi. Giờ đi về hướng đông thôi. Hướng xéo về hướng bên đây nha các bạn. Đấy. Nó lót rồi kìa. Yeah. Mỗi ngày mình khám phá hơn ít thôi các bạn. Đấy. Để mình xem nào. Wow, cũng gần rồi. Đấy, nhưng mà phiên bản hình như bị lỗi hay sao các bạn ơi. Mình đi cái màn hình nó cứ rung rung này. Nhìn hơi khó chịu các bạn thông cảm giúp Lộc nha. Đấy, nó cứ rung rung màn hình sao ấy. Đó 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 đó. Rồi để coi coi. Bên đây có cái thuyền nữa này. Có cái thuyền các bạn, mình nhìn trên bản đồ mình thấy này. Ở dưới có con zombie kìa. Thôi kệ nó đi. Ở phía trước kìa các bạn. Không biết có phải con thuyền không nữa. Tại vì mình thấy cái chỗ đen đen kìa. Cái thuyền. Mình full slot rồi. Mình sẽ vứt cái gì đây? Mình sẽ vứt thịt zombie đi. Rồi, đi tiếp. Đúng rồi. Cái con thuyền trên không luôn các bạn ơi. Rồi giờ sao mình vô? Có cách rồi. Đi từ trên xuống các bạn. Con thuyền ngộ nhờ. Lấy cái này đi, đập cho đỡ hư cúp á các bạn. Rồi. Đi qua. Nãy giờ lấy cái rìu đập ra nào. Con thuyền ngộ. Đây cái rương đây. Đó. Không lấy đồ được. Nó bị kẹt ở phía trên các bạn. Được thêm emerald này. Vậy được 18 rồi. Đấy, luli sắt các kiểu này. Đó, giờ mình sẽ cắt mấy thứ linh tan tinh vô đi các bạn. Đấy. Ở dưới có cái ravine kìa các bạn. Không biết dưới có kim cương không nữa. Ok luôn, chơi liều một chiến nha. Biết đâu ở dưới đây là có kim cương các bạn. Tại vì thường dưới ravine rất dễ có kim cương luôn. Rồi. Vàng này. Mà giờ chắc mình đào vàng không được đâu. Tại kiểu như mình hết oxy các bạn. Để mình nhìn kỹ coi nào. Vàng thôi. Ui hết oxy. Dạ. Ôi. Giờ chưa có cái nón thở dưới nước nữa các bạn. Cho nên đi dưới này hơi khó khăn ấy. Có thể video hơi tối các bạn thông cảm với Lộc nha. Vậy là không có rồi. Ok đi lên thôi các bạn ơi. Mình thử chết thôi. Đấy, biết đâu lại có thì mình lại bỏ lỡ đấy. Rồi. Giờ đi tiếp nào. Đi xéo về hướng bên đây này. Rồi let's go. Tính ra khu băng này bự lắm các bạn ơi. Đó. Để cầm bản đồ lên xem nào. Ở đây. Nó ở dưới nước luôn rồi. Dưới nước thì hơi khó đấy các bạn. Lùi lên xíu. Xích lại đây này. Rồi, ngay đây này. Đúng không ta? Đúng rồi. Rồi, đào xuống thôi. Không biết mình đào có đúng chỗ không nữa. Mình sợ mình đào sai chỗ là khổ đấy. Đâu ta? Ok, thấy rồi. Yeah. Lần này đào đúng rồi các bạn ơi. Đó. Rồi, bây giờ thì mình đào ra thôi. Kim cương. Được hai kim cương với một ít đồ các bạn. Chắc bây giờ mình sẽ hết oxy. Mãi là nói chuyện quên là mình hết oxy các bạn. Ok cảm ơn. Mình đã lấy đồ xong trong cái gương rồi này. Đấy, bây giờ mình sẽ vứt cái gì đây? Để mình xem nào, mình sẽ vứt đôi giày này đi. Đấy, để lấy cái thuyền lại các bạn. Sang tiện đây có cái hang không, không biết mình có nên xuống đào thêm sắt không nhờ. Mình đang muốn đào thêm kim cương. Có cái lồng spawner trong kia kìa. Spawner con xương các bạn ơi. Wow, ngon. Nhưng mà cái này nó hơi xa chỗ của mình ấy. Bọn nó chiến đấu nhau kìa. Rồi,
Mình sẽ là người thắng cuộc. được cái giáp ngựa. Mình sẽ vứt bớt cái gì đây? Sẽ vứt bớt cát đi các bạn. Mũi tên này. Bỏ vô đi. Mình sẽ lấy chỉ, đúng rồi, mình cần chỉ các bạn. Không kìa, mình tìm mấy con nhện mà không ra ấy. Đó, lấy cái giáp ngựa kim cương về. Mình sẽ bỏ lại lúa đi. Đấy, lấy cái giáp ngựa kim cương về. Hạt của dền có rồi này. Ok, vậy là ổn rồi. Anh rút lên. Đó, không bắn nó lại. Có nên xuống hang này không ta? Ồ, ở đây cũng không có quá là sâu đâu các bạn. Chắc hôm khác mình xuống đi. Tạm thời mình sẽ tìm đường về đã. Nãy giờ đi cũng xa các bạn. Mục đích chính là mình tìm cái tòa thành của mấy con cướp dân làng ấy. Ui, cái con đó. Không biết nó nói ra sao nữa, nhưng mà thôi kệ đi. Giờ mình sẽ đi tàn tàn xung quanh đây, biết đâu lại gặp nó các bạn. Ok, cảm ơn. Mình đã quay trở về nhà rồi đây. Nãy bây giờ mình sẽ qua chỗ cái anh thương nhân này này. Mình sẽ coi ảnh trao đổi cái gì nhá. Từ thương nhân giờ trở thành người chăn heo cho mình luôn ơi. Đấy, rồi. Ảnh uất kim hương trắng. Ô, cái bông này là bông khác nữa hả các bạn? Ô, anh này đổi mấy cái hạt này đổi màu. Xô cá nóc. Anh này anh bán cá nóc. Thôi. Cá nóc nó quánh mình đấy các bạn. Đấy, hôm bữa mình có đụng vô con cá nóc nó giật nhiều máu lắm các bạn ơi. Thôi kệ đi. Rồi, giờ thì vô nhà mình sẽ cắt đồ nha. Hãy nãy giờ đi có xíu mà được quá trời đồ này. Ok, cảm ơn. Mình vừa dời cái con buồn nhìn qua bên đây xíu các bạn. Để bên kia nó hơi đối diện cái chỗ có xe gió nhìn hơi kỳ các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng các bạn chế tạo cái bản đồ nha. Ở tập trước các bạn chỉ Lộc là đặt cái la bàn ở chính giữa ấy. Ok, bây giờ Lộc sẽ làm cái la bàn ở chính giữa cái đó. Hôm qua không biết cách để chế tạo các bạn. Rồi, bây giờ làm một cái la bàn nào. La bàn ở đâu ta? Đây, một cái la bàn này. Đó, coi có hiện công thức ra chưa. La bàn ở giữa bản đồ. Được rồi. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái bản đồ ở đâu ta? Mình sẽ đứng trước cái nhà mình đi. Đó, đứng trước nhà mình luôn, mình sẽ tạo bản đồ nha. Rồi. Wow, rồi được cái này. Tiếp theo thì mình sẽ thử đặt vô đây coi. Các bạn bảo là đặt thủy tinh ở phía dưới. Ok, để mình thử đặt thủy tinh vô coi. Mình có hai cái loại nè, mình sẽ đặt vô thử luôn nha. Thủy tinh. Ủa, cái này đặt vô không được các bạn ơi. Cái này. Ủa, cái này là cái chìa khóa. Ồ, vậy là mình đặt cái thủy tinh vô là nó khóa cái bản đồ này hay sao các bạn? Ồ, nhưng mà mình không muốn khóa đâu. Mình muốn kiểu như đi khám phá cho cái bản đồ nó bự ra luôn á các bạn ơi. Vậy bây giờ mình sẽ cắt thủy tinh vô lại. Rồi, có được bản đồ là ok rồi. Giờ mình sẽ làm một cái đồ máng vật phẩm nha. Đồ máng vật phẩm thì cần gỗ này. Rồi, giờ mình sẽ làm một cái đồ máng trước đã. Đây, đặt xung quanh này. Và một cái da. Đó. Tiếp theo mình sẽ đặt cái bản đồ. Đặt đâu cho hợp lý nha. Ok, đặt đây này. Đó, máng vô. Yeah, từ đây mình sẽ nhìn được cái bản đồ của mình này. Mà quên nữa, hình như có thể đánh dấu cái nhà mình luôn hay sao các bạn. Được nè các bạn ơi. Đó, cờ hiệu ác nhân. Mà hồi đi. Đó, rồi. Mình không muốn cái cờ này đâu. Cờ hiệu ác nhân hả? Ôi, cái điểm, cái tên nhìn hơi ghê các bạn. Đó, sắp tới mình sẽ làm một cái banner riêng cho mình. Đó, ít nhất mình có cái bản đồ để nhìn này nè các bạn. Thôi, mình dời lên cao tí đã. Mình sẽ dời chỗ nào cao cao đi. Tại bản đồ mà. Mình sẽ máng vô đây đi. Đó, ở đây hợp lý này. Vậy, đuốc thì cắm ở phía trên. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau ấy, các bạn muốn Lộc làm gì thì đừng quên comment ở dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.